Là mở đầu với Tài đi lắp xin kính chào quý vị anh chị và các bạn. Thì hôm nay mình tới nhà của anh Dũng, đội 12 thôn Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Thì anh có nói là bữa mình xuống mình mua cóm nhà anh, thì anh nói lên quay mấy con bò của anh để anh bón quý vị. Thì hôm nay mình lên mà hai lần rồi mình không thấy anh ở nhà. Thì mình bây giờ mình cũng quay luôn cho quý vị xem. Rồi mình sẽ để số điện thoại lên cho quý vị xem mấy con bò của ảnh. Đây. Cho quý vị thấy không, mấy con bò nó 5 con. Bò đây theo nghĩ là bò 3B quá. Bò 3B thì phải. Bò rất là đẹp nha quý vị. Bò đẹp lắm, to nha. Bò được không nha. Bò được không, rất đẹp. Bò lớn hết rồi. 5 con. Bò rất lớn nha. Bò đây lớn to hết rồi. Bò đây bón được rồi quý vị ơi. Ở đây thì mình thấy hai con ở trên cái đào, nó có cái màu trắng, cái đốm trắng mà trên rất đẹp, nguyên cơ thể nó hơi nó đốm đốm, đang đốm trắng nha quý vị. Còn có mấy con kia thì nó màu đen thôi, có con này cái đào nó ở trên có cái màu nó hơi vòng vòng một xíu, rồi còn là đen hết. Bò rất là lớn, rất đẹp nha quý vị. Nếu quý vị mà thỏa thuận được thì giá cỏ thì anh bó hết 5 con lận. Bò đây thêm nghĩ anh nuôi một lứa đây. Bò rất là lớn quý vị ơi. Bò thêm dễ ăn, ăn cỏ là thấy không? Ăn cỏ thôi. Mình cũng đã quay bò cũng nhiều, nhưng mà mình chưa thấy năng bò nào mà nó to như vậy quý vị. Rất to nha. Bò đây chứ có bò 3B quá. Bò đây thì mình thấy nó to, mập, khỏe. Bò đây thì cũng nếu mà về thì cũng không có nuôi vỗ béo gì đâu. Nó thấy nó bự. Thấy không? Rất là bự nha, to cao. Chuồng bò là anh lòm cũng rất là kiên cố nha, sạch sẽ. Bên kia là nuôi heo. Đâu vậy đó. Bên kia nuôi heo nè, thấy không? Rồi lớn nha quý vị. Vô đây mình coi. Con đây nhỏ hơn. Con này nhỏ hơn, nhỏ hơn so với những con bên này. Nhỏ hơn con này. Nhỏ hơn con kia luôn nha quý vị. Ba con trở lại đây nè thì nó bự hơn. Con này cũng bự, có con kia là phía bên kia là hơi nhỏ nha quý vị. Còn mấy con này, bốn con này rất bự nè, rất to nè. Thì quý vị mua con nào anh bón đó thôi. Nói chung mà được giá thỏa thuận đôi bên. Thấy nó ăn rọa tư, rọa đây là vừa cát xong này. Các lúa mùa này nè, nó cũng còn hay tư này, thấy không? Khô nhưng mà còn vẫn tư sơ sơ. Chưa nó héo héo, nó chưa có khô hẳn. Bò nó ăn rất là sướng, thấy ngon quý vị. Rất đẹp. Nếu quý vị anh chị nào, các bạn nào ở xa, xa gần,
mà xem được video của em đưa lên, thì quý vị không khổ do cả và cũng đừng quên đăng ký chia sẻ video giùm để cho mọi người cùng biết. Bò rất đẹp nha quý vị, sạch sẽ mướt mướt lông rất là mướt nha. U nè, u rồi cái yếm ở dưới cũng rất đẹp, quý vị thấy không? Bò này yếm đẹp không? Đó thấy không? Yếm to đẹp nha. Hôm nay anh do có việc, việc của anh nhiều quá vậy, cho nên là anh không có thể nào mà anh đi thỏa được hả, nên anh chỉ nhấu như thế này thôi hả. Anh hai chồng anh buôn bán kinh doanh rồi anh làm thợ xây dựng nữa quý vị hả, thợ hồ đó ở quê đó hả, cho nên là anh không có thời gian, con anh còn nhỏ này cũng có thời gian cho ăn thỏa vậy chỉ nhấu này thôi đó, nhưng mà bò cũng nó đẹp lắm quý vị, bò tròn trịa rất là đẹp này, rất sướng nha, dễ ăn nha. Bò này chúng ta có thể mua về, chúng ta có thể làm giấm cũng được quý vị ha. Bò nó lớn hết rồi, bò nào làm giấm thì cũng quá tốt rồi, rất là to nha. Bò giờ nó cũng sướng rồi quý vị ơi. Không phải như ngày xưa mình ở quê mình, ngày xưa là không có máy móc nên bò phải đi cày ruộng, đi bừa làm ruộng rất là cực. Nhưng mà những ngày xưa là mấy con bò nhỏ nhỏ thôi rất cực. Hôm nay mấy con bò này rất là lớn nghe, mà không có cái cày bừa hết, có máy móc là hết rồi. Mình chia sẻ luôn cho các bọn nhỏ, các bọn mà nói chung là các bọn là mau lớn rồi các bọn chưa biết thì con bò ở trên nó không có cái hòm, hòm rang ở trên nó không có nó có cái hòm rang dưới thôi dưới nó hình như cả tóm trái gì đó còn ở trên nó không có hòm rang, mà nó ăn cỏ rất là hay quý vị. Dưới là bò bò đực thôi nha, vậy thấy không? Bò đực không? Quý vị nào mà ưng ý mấy con bò này thì chúng ta hãy liên hệ số điện thoại nha của anh Dũng nha, ở đồng 2 thôn mình xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi nha. Rồi cái video này mình chia sẻ cho quý vị cũng đã dài, thì mình chia sẻ con những con bò 3B này, mình theo mình nghĩ là bò 3B quý vị
có thể là tối 10% là bầu 3B, rồi mình không có chủ nhà ở nhà thì mình đoán vậy. Đó. Bầu 3B này mới to như thế này quý vị ha. Bò lai sinh nó cũng to như vậy cho mình nhìn nó khó hơn. Con này nó 3B nó tròn trịa, với cái màu da này như thế này mình cũng quay mấy chỗ rồi mình biết. Rồi thì video tới đây dài, mình xin cảm ơn quý vị xem video rồi mình tạm dừng video ở đây luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ăn vui và hạnh phúc.